trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng đi nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Cùng đi cẩn thận. Cái để đây làm gì đấy? Đây bây giờ đấy để. Hôm qua sáng nay đi đảo sao không? Không. Em phải đi mua phần lần đảo. Hôm qua. Đấy anh nhớ là hôm qua anh phải đi qua như thế này. Mặt sân ra nhưng mặt trời quá. Trời mưa mưa tí nhưng mà cái sẹo nó đảo ra. Cứ đấy thì ấy mà đi đâu đi. Đảo một cái chỗ này em khó này. Dạ, Thơm đi mua cái ấy để ấy cho mẹ mà. Hai nhầm. Có làm gì đâu mà, cô đi chùa gì đâu, ở nhà gì. Ok, này quay cái gì đấy? Để cho ra đây không quay ra chứ bạn. Cái gì là chứ? Quay được 2 bên đâu quay được chứ bạn. Ừ. Ừ. Bắt cái tiền. Ai giả gãy thì gãy cả cái nè, ai giả. Đến đây rồi, đến đây chơi đi. Cái ra. Còn mấy con cây xuân đã buồn này, chết cười. Lại vầng vầng đi về. Rồi. Cái thật trong tối, anh Quyên lại bảo là alo em à, em có chơi game đi à không? Đến đây. Mình chơi game quân mình còn tạm. Tập tạm nhé, chơi game à. Bọt máy. Không làm mình lỡ gì thôi. Vậy là mình đã tô màu xong, nếu bọn nghe cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Tăng mãi không mua này này. Đây. Đơn. Chắc là có mặt là đi quen, với tầm cái quen tầm tại quen luôn.
xin đối mặt mình đi qua cho tôi tên. Vậy là mình đã đi tô màu xong các bạn này. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng đi nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Không cửa. Chị một cái nó cái miệng luôn này. Đọc có mấy thánh tư là đồ bỏ, nhé, đồ đẹp. Mày đi mẹ mù. Anh Cường mà mày tâm mẹ. Dạ đấy mày tâm. Anh kia này bảo ôi tập thành tập trung cái nó à. Ngậm miệng một lại không nói được gì. Không ngồi thật nói được gì. Mày chỉ cần mình xem mình nói xin chào tạm biệt. Đấy em mình nói thế bao lâu. Em kéo nó nói luôn. Em kéo nó gì luôn đấy. Đây rồi, đừng lại đi ăn hộ cái người. Hai mày kia xóa đi. Rồi á con. Không xóa được. Có là sao không thể cắt nhãn đi. Không cần gieo lấy nữa rồi. Không làm việc hãng tên nữa. Lúc nào cạn thì lại lên cái chút là cạn dẫn sang là phun tô màu. Giờ là có thấy cái tô màu, đâu có thấy cái tô màu thì nó lại có cái tô màu to to à. Anh quên, anh kìm nó. Thấy vậy mà anh bà cũng kẹt. Trả cái tô đó. Đâu có đặt nào. Biết cầu. Phải cái tô màu, tô màu. Tô màu là đúng thật. Rồi. Bắt đầu ra. Đã ăn là từ bộ sấy đó đang như giờ. Đi chuyện lấy vợ rồi, giả diện là kiểu ngày chưa đi lên lấy vợ. Cả ông ra đi nghe sẵn, đến cứ ngày đến tháng sẵn cho mình vợ ra đi đang thai kiểu tất kiểu. Giờ gì rồi đây? Ông ấy cho mẹ quả ba lần nữa lấy quả anh trở lại được đấy. Thế phải đau lắm. Anh đưa mẹ em một thằng ký. Và ai cũng chốt nghe là lấy quả. Thầy bọn thấy yêu kêu lấy quả để lấy giả. Ông bảo nó biết hết rồi. Biết gì cả chứ. Chờ nó chết được cái giày đúng không em? Nó yêu thì cái yêu nên là nó không lấy gì để làm làm gì. Bạn gái em nói. Ở gần bạn gái em nói. Em nói trước thì người yêu người yêu. Lúc người ta nói thì lại kêu đi mẹ mặt lá mình đi kéo này. Cái gì xin một tí. Xin một tí nó nói chẳng nhẹ đi. Nếu thì không phải nhiều anh là cái này. Thế không à. Chị anh à, xin mẹ hỏi đi về mang đi
Bây giờ mình đã đi tô màu xong, các bạn thấy mình tô màu đẹp hay không? Xin mình like, đăng ký kênh, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.